Em xin chào quý vị anh chị nha. Thì hôm nay tiếp tục em sẽ bán vé số của ngày hôm nay nha anh chị. Rồi, để mình về lại mình ngồi phía trong nha anh chị. Cho mình ngồi xịt ra ngoài, mình quay vô thì xe nó chạy ra đường rất là nguy hiểm. Đó. Rồi, giờ hôm nay em bán cái đài của anh chị nha anh chị. Ngày 30 tháng 3 năm 2023. Rồi, số đầu tiên là số 01. Đó. 01 nó đây nó 10 vé, hôm nay nó 10 vé nha anh chị. 29 nè. Quán chị nha anh chị, 29 nè, 29 nè. 23. Mấy số này giống y nhau nè, 10 vé nha anh chị, em phân ra nha. Rồi 95 là 10 vé. Ở đây có số 68 nè. 68 nè. 64 nè. Quán chị nha anh chị. Bữa nay em ta 45 vé lận. Tôm 2 nè. 93 nè. 2 giá 93 nè. 84 nè. 29 nè. 75 nè. 38 nè. 47 nè. 45 nè. 54 nè. Đó, thường thường tao quýnh số là tao quýnh 45, quýnh 54, quýnh ngược lại nha anh chị. Nhiều khi mua 45 ra 54. À, mua quýnh 45 ra 54, quýnh 54 ra 45, cho nên nó có số ngược đi ngược lại luôn nha anh chị. Rồi, số 66 nè. 36 nè. 21 nè. 30 nè. 19 nè. 18 nè. 12 nè. 30 nè. 09 nè. 7 nè. 86 nè. 64 nè. 50 nè. 77 nè. 82 nè. Số 10 nè. Hoàng Bự. Dạ đi hạ đây con. Đó. Còn quý vị khán giả đi bớt. Số anh đi hạt, anh ngủ ở dạy, anh làm biến. Trời, Quang Bình nha quý vị. Quang Bình nè, có 77 nè. 68 nè. 54 nè. 49 nè. 330 nè. À, à, quân bình đây nó có 20 tờ. Còn quân chị hôm nay nó 10 tờ, 10 tờ nha anh chị. 10 tờ, 10 tờ. Đó. Cái đây mà hơi số này gần nhau, để gần nhau này, giống nhau này. Chiên làm gần nhau này, do hôm qua lâu nó ra này. Để coi có nó gần nhau rồi nó. À, anh chị, rồi hôm nay thì em bán 400 tài dây số đó. Rồi số ngày mai thì em chưa có đưa ra. Rồi, thì hôm nay số nhiều quá rồi, em có đưa ra nha anh chị. Đó. Rồi em để lại bán. Rồi anh chị cô bác mình ủng hộ em có cái bọn. Nè anh chị cái bọn Zalo nha. À, 451 nè, 2205 273 2226 nè, ID băng nè, viên Ngọc Tài nè. Zalo 0968 634 712 nha anh chị. Đó, 0968 634 712. Đó, viên Ngọc Tài, ID băng 451, tài khoản anh chị. Đó, anh chị Zalo các bạn với em nha. Đó, rồi mua số nha anh chị. Rồi, tôi đến đây cũng xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị, anh chị, cô bác rất nhiều đã yêu mến và ủng hộ kênh YouTube của em. À, chúc quý vị may mắn phát lộc có tài nha anh chị. Ủa mà anh tập thể dục gì? Ủa xe. Ô anh. Ủa cậu quay luôn. Quay đưa lên luôn. À, và anh. Mấy bữa đi rất là đông nha quý vị. Mà hôm nay có ba anh đi đã mất hết rồi. Anh còn đâu dưới kia. Rồi. Rồi cảm ơn quý vị anh chị rất nhiều nha. Em xin chào. Hẹn gặp lại quý vị anh chị nha.